Diệp Bảo Ngọc phủ nhận tin đồn yêu đương. Thanh Thức đã có bạn gái nhưng tôi không sợ bị ghen. Giữa tin đồn có quan hệ tình cảm với Thanh Thức sau dự án Điện ảnh Lật Mặt 6, diễn viên Diệp Bảo Ngọc mới đây đã có những phân trần phủ nhận mọi sự gán ghép từ khán giả. Kết hợp với nhau trong bom tấn điện ảnh Việt 2023 Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh do vợ chồng Lý Hải Minh Hà làm đạo diễn và sản xuất, hai diễn viên chính Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức đã nhanh chóng chiếm trọn được tình cảm của khán giả, được giới mộ điệu và người hâm mộ đánh giá cao về độ đẹp đôi và cả khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Với sức lan tỏa và độ phủ sóng của Lật Mặt 6, dàn diễn viên trong đó có cả cặp vợ chồng trong phim Diệp Bảo Ngọc Thanh Thức đã được nhiều người chú ý đến. Những ngày qua tham gia cùng ekip đoàn phim tham dự Cine Tour trên khắp các cụm rạp trên toàn quốc, khán giả lại được dịp chú ý và nhớ đến hình ảnh của cả hai nhiều hơn. Vốn có mối quan hệ thân thiết kết hợp ăn ý với nhau trên phim ảnh lẫn ngoài đời, Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức đã thường xuyên có những cử chỉ tình cảm dành cho đối phương, không ngại ngùng hay e ngại gì nhiều nơi đông người. Thậm chí trong một lần Cine Tour gần đây, Thanh Thức còn chủ động nhấc bổng và ấm bạn diễn nữ của mình trên tay, còn tình cảm xưng hô vợ chồng với Diệp Bảo Ngọc. Trước độ bùi mẫn và quá tình cảm của cặp đôi, nhanh chóng sau đó, các fan của cả hai cũng không ngừng quán quéo nháo nhào và đưa ra nhiều tin đồn đoán về mối quan hệ này. Theo đó, nhiều thông tin trên mạng đã được đưa ra cho rằng Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức đang hẹn hò. Phim giả tình thật, tin đồn này đã khiến khán giả càng phấn khích và đẩy thuyền nhiều hơn. Với độ nhiệt tình ghép đôi từ khán giả, chắc hẳn cả Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức cũng đã xảy ra nhiều cảm xúc khó tả, đôi lúc cũng phải ngượng ngùng cho mối quan hệ của cả hai. Mới đây, chia sẻ trước truyền thông về câu chuyện này, Diệp Bảo Ngọc cũng đã chủ động lên tiếng phân trần, khẳng định mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp, không hơn không kém. Cụ thể trả lời phỏng vấn, Diệp Bảo Ngọc nói thật ra cay ngay thì không sợ chết đứng, với cả trong giới diễn viên nghệ sĩ thì những tình cảm mà anh em đồng nghiệp dành cho nhau thì nó rất là thoải mái. Như anh em trong gia đình, mọi người hãy hiểu rằng một ngày trên phim trường tôi sẽ phải làm việc cùng đoàn từ 14 đến 16 tiếng, tôi sẽ tiếp xúc với bạn diễn nhiều hơn là với gia đình, cho nên việc anh em thoải mái quan tâm chăm sóc lẫn nhau đó là việc rất bình thường. Anh Thanh Thức là một người rất giàu tình cảm, ai anh cũng quan tâm, kể cả những anh trai. Nói chung là con người nhiều tình cảm, cho nên việc anh Thanh Thức có bạn gái đã quen nhiều năm thì chắc chắn sẽ hiểu anh ấy là người như thế nào. Vì thế tôi không sợ dễ ghen, Diệp Bảo Ngọc nói thêm. Riêng về những chuyện phim giả tình thật, nữ diễn viên cũng đã đưa ra những quan điểm của riêng bản thân. Đối với những bạn diễn, tôi luôn đặt ra những khoảng cách nhất định. Đã gọi là công việc liên quan đến cảm xúc thì đôi khi mình sẽ bị cuốn theo. Tôi là người khá lý trí nên khi kết thúc một cảnh quay thì luôn chủ động đi ra chỗ khác xa bàn diễn, để mình luôn nhớ rằng mình chỉ đang làm việc chứ không phải mình là nhân vật mà mình đang yêu thật. Những chia sẻ của Diệp Bảo Ngọc về mối quan hệ với Thanh Thức cũng đã khiến khán giả ngầm hiểu rằng cả hai đang chỉ là anh em đồng nghiệp thân thiết, không có gì sâu xa hơn. Tuy nhiên một số fan cũng đã tỏ ra hơi thất vọng bởi thời gian qua đã liên tục đẩy thuyền, nhưng hiện tại chính chủ đã lên tiếng phủ nhận. Bên cạnh đó, khán giả cũng kêu gọi các fan không nên quá khích và gắn ghép đi xa giới hạn, bởi sẽ làm ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của cả hai, gây nên những hiểu lầm không đáng có và tạo nên những trạng nứt không đáng có với mối quan hệ riêng tư ngoài xã hội của cả Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc.